Lô, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Nhị Khả nào mọi người. Ngày hôm nay thì Khả đang ra anh bắn pháo ở khu vực chân thôn. Thì Khả hữu duyên gặp được cầu thủ Mít Dương, năm chín Mít Dương ở khu vực băng băng lờ như này. Thằng này cũng như là trưởng lão của băng lờ. Và anh này là đang là tân chủ môn của Thiên Nhẫn nha mọi người. Thì anh em cùng xem sơ qua sơ đồ của tân chủ môn Thiên Nhẫn tháng năm vừa rồi sẽ như thế nào và ra sao nhé. Ok, đầu tiên thì nếu là tăng trưởng môn em đã biết thì sẽ có mình được sở hữu cho mình một cái ấn tín khá tất cả 5 và một skill 9x, đó là bộ 3 hoặc là hai skill tùy theo môn phái. Thiên Nhẫn thì gồm có Văn Long Kích này, Thiên Ngọn Lưu Tinh này, nhíp hồn Luận Tâm. Thì anh này đang có cho mình một cái ấn gồm 3 skill 9x nữa đó. Thiên Ngọn Lưu Tinh một cấp quá dữ dằn luôn rồi. Tiếp tục đó sẽ là một cái khá tất cả 5 từ trang sức và khá tất cả 10 từ vi phong. Và tiếp tục chúng ta cùng xem sơ qua sơ đồ. Sử dụng cho mình một sơ đồ nón tím 25 40 chón kháng hỏa. Kháng hỏa 25 chón 40 sinh lực 19x. Một cái vũ khí chón 40 kháng hỏa 25 và sinh lực động lực khá là đẹp. Được hai món tím rồi nè. Đó, tiếp tục món tím tiếp theo. Đó là một bao tây thuộc lý 23 làm chậm 40 sinh lực động lực này mà. Bao tây cấp 8 và sinh lực động lực. Nói chung đã ép một tím 5 4 món rồi này mà. Bao tây cũng khá là ok. Tiếp tục đến một đôi giày tóc 3 tóc 40 kháng lôi 30 và sinh lực nội lực 19x và chuyển hóa 10%. Đó, anh em ơi, mắt bin hot hoàn toàn. Quá chất lượng này mà. Một cái chuyền kháng cả 10. Một cái áo phục hồi 40, sinh lực 121. Một cái nhẫn kháng lôi 29, sinh lực 51. Một nhẫn kháng băng 25, sinh lực nội lực 25-20. Một đai lưng 25-20 sinh lực nỗ lực. Một cái bội 540 sinh lực nỗ lực. Đó, tính là chuẩn sơ đồ này thì đang có cho mình là 80 chậm từ bao tây và ngọc bội và 80 chón từ nón và vũ khí nha mọi người. Lượng kháng hỏa khá ok và lượng kháng lôi cũng khá chắc này mà. Nói chung là cái này là chuẩn năm hành của vũ khí thủy nè, chuẩn năm hành của vũ khí thủy. Anh này đang đi phá hành theo hướng vũ khí thủy, nón thủy, đai kháng băng. Nói chung là lượng kháng băng mát cũng khá ok, 25-25 kháng cả 10. Rồi, nói chung thì kèm mỗi một ngựa thoát phiến tây vực, ngựa này ngựa công đình chiến nên kháng cả 3. Còn ngựa Evan thì kháng cả 2 thôi nha nào. Rồi. Nói chung thì nhìn sơ qua sơ đồ này, cầu thủ này lên sơ đồ khá đẹp này mà. Và tay này thì trị giá hơi ở xếp vào khoảng hơn 2 triệu rưỡi. Nón này cũng tầm 1 triệu rưỡi cho đến 2 triệu. Vũ khí này cũng vậy này mà. Ép những món đồ như thế này thì khoảng 2 triệu quay đầu này mà. 2 triệu này đôi giày này 5 dòng thì nó cao hơn. Bao tay này cũng tầm giá đó này mà. Nói chung là tổng 4 món này kèm với những chuẩn bị còn lại thì xếp đồ này trên dưới khoảng gần 8-9 củ rồi đó này mà. 8 đến 10 triệu như năm. Nó đặt tương đối là gần full tím rồi. Chứ còn áo với đai lưng nữa thôi thì có thể gọi là full tím rồi nè mà. Full tím đồ ngũ hành rồi. Rồi, anh em theo dõi video này đừng quên ủng hộ cho cầu thủ Mít Dương một like chia sẻ hỗ trợ nha. Anh này đang top 6 server nha mọi người. Đang top 6 server quá dữ vậy. Đó, một tân chủ môn Thiên Nhẫn. Đó, quá chất lượng luôn. Này tính sức đồ không đỡ 8 đến 10 triệu nha em, chưa tính xác, chưa tính ảnh nha mọi người. Sức đồ này cũng tính trung bình món 2 triệu đi. Thì tổng thở tầm này hơn gần 10 triệu sức này nè mà. Bao tay này chắc cũng hơn 2 triệu mấy cho đến 3 triệu. Bao tay thủ lý thì nó cao giá hơn. Và dây mọc này nó cũng khá là chất lượng nè mà. Rồi, anh em theo dõi video nhớ ủng hộ Khải bằng cách nhấn like, chia sẻ, ủng hộ video chơi nha em ơi. Cũng như ủng hộ cao thủ 59 Mít Diêu, một cao thủ tân chủ môn thì nhấn một like, chia sẻ, ủng hộ cho nha. Ở những video tiếp theo thì có hữu duyên Khải gặp một cao thủ nào, Khải sẽ tiếp tục sau tân chủ môn tháng 5 cho anh em xem nha. Bye bye. Hẹn anh em ở những buổi livestream trực tiếp vào lúc 7 giờ 50 tối hàng ngày nha em ơi. Bye bye.